Người sáng lập công ty Alibaba là ông Jack Ma, nghĩ rằng nước Mỹ đi sai đường trong 30 năm qua vì chú trọng quá nhiều vào chiến tranh và đầu tư vào Wall Street. Bản tin của tờ Business Insider cho hay, khi nói chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thành phố Davos vào hôm thứ Tư, ông Ma được hỏi về toàn cầu hóa và phản ứng chống đối điều này qua việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Ma trả lời rằng, vào thời điểm mà ký giả Thomas Friedman cho ra cuốn sách The World is Flat, thì là Thế giới bằng phẳng vào năm 2005, toàn cầu hóa có vẻ là chiến lược tốt đẹp nhất cho nước Mỹ. Ông Ma nói rằng, lúc đó quan niệm ở phía Mỹ chỉ là muốn có kỹ thuật, bản quyền sở hữu trí tuệ và sẽ để các công việc khác cho các quốc gia như Mexico hay Trung Quốc đảm nhiệm. Ông cho rằng, các công ty quốc tế Mỹ thu về hàng triệu đô la từ toàn cầu hóa. Cùng lúc đó, chính phủ Mỹ chi ra rất nhiều tiền cho các cuộc chiến khắp thế giới. Trong suốt 30 năm qua, nước Mỹ có 13 cuộc chiến, phí tổn lên tới gần 2.000 tỷ đô la. Giai phẩm xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.